Bất kỳ chú cú nào cũng có thể đi tiểu trong nhà, và đương nhiên mùi nước tiểu của chúng thật khó chịu và dai dẳng. Nếu bạn không tìm cách xịt khử mùi nước tiểu của chúng thì sẽ gây phiền toái cho chính bạn. Đặc biệt, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên thì bạn khó có thể chịu đựng được khi mùi hôi cũ hòa lẫn với mùi hôi mới, tạo cảm giác vô cùng kinh khủng. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khử mùi hiệu quả những bãi nước tiểu đó? Giải pháp là đây, xịt khử mùi khử khuẩn thú cưng VQ. Với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, xịt khử mùi khử khuẩn VQ có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi hôi trên lông của thú cưng, vệ sinh lồng chuồng nơi ở của thú cưng và đặc biệt khử mùi khử khuẩn bãi nước tiểu, phân của thú cưng. Với đặc điểm nổi bật của sản phẩm này là tác động trực tiếp vào nước tiểu để loại bỏ mùi hôi, chứ không phải đè mùi như các sản phẩm khác, bằng cách thực hiện đơn giản như sau. Sau khi phát hiện ra chỗ thú cưng vừa thải ra, bạn dùng xịt khử mùi khử khuẩn thú cưng VQ xịt trực tiếp lên bãi nước tiểu đó, để từ 2 đến 5 phút để tăng hiệu quả khử mùi. Sau đó dùng khăn hoặc chổi lau sạch lại và để khô mà không cần lau lại với nước. Chỉ cần vài ba bước thực hiện đơn giản như vậy thôi là bạn đã có thể loại bỏ mùi hôi từ các bot rất hiệu quả rồi. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin mời liên hệ hotline 0968 302 403 hoặc website nước iong thử trường vq.vn.